Ấy yo, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera, lại là mình đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ được đi trên tay một chiếc kính thực tế ảo đến từ Facebook. Và đây chính là chiếc Oculus Quest 2. Thì với cái chiếc kính này, nó có một cái điểm đặc biệt. Anh em có để ý không? Thời gian gần đây Facebook đang rộ lên một cái tin rằng là sắp sửa đổi tên hay là đổi sang một cái nền tảng mới. Và họ sẽ hướng đến thực tế ảo nhiều hơn. Tại vì là cái thời buổi bây giờ kiểu chúng ta ở nhà quá nhiều bởi dịch bệnh và mọi thứ xung quanh biến đổi khí hậu môi trường, cho nên cái việc ra khỏi nhà bây giờ đây nó không còn là một cái điều mà trở nên hứng thú nữa. Chính vì thế mà họ đã nghĩ ra cho chúng ta một cái nền tảng mới, mình nghĩ là như thế. Và cái nền tảng thực tế ảo bây giờ đây, mình thấy nó đang dần dần trở thành tương lai của loài người. Và mình rất là tò mò về chiếc Oculus Quest 2 này, có thể là các bạn cũng thế. Chúng ta sẽ cùng đi đập hộp cũng như là trên tay nhanh để xem là chiếc kính này liệu nó có thể thay thế được cho chúng ta vào mỗi cái công việc sau này hay không, làm việc tại nhà hay là gặp gỡ bạn bè, nói chuyện, xây dựng lên một cái nền tảng thực tế ảo mới hay không. Khá tò mò đúng không nào? Ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi đập hộp và kiểm chứng nhé. Đây là một chiếc hộp khá là lớn anh em ạ. Với cái phiên bản Oculus Quest 1 thì chúng ta sẽ có một cái kích thước hộp, thậm chí nó còn to hơn cơ. Và đây, bên trong sẽ là một cái hộp giấy, ở giữa có chữ O này, đấy, biểu tượng của cái dòng Oculus. Mình sẽ mở nó ra. Thì bên trong này chúng ta sẽ có vẫn sẽ có hai cái tay cầm và một cái kính ở giữa đây. Thì với cái phiên bản Oculus Quest 2 này, nó sẽ cho chúng ta một cái vật liệu nhựa thiết kế nó cao cấp hơn này, thiết kế nó nhỏ gọn hơn cho chúng ta. Đó, mình vừa mới đi mượn được cái chiếc kính này thôi. Bây giờ thì đã là 12 giờ kém đêm rồi. Vừa mới đi mượn về nhà trời rét căm căm anh em ạ, và cố mượn về để có thể làm video đập hộp cho anh em. Mình đã thử đeo lên và nó cho mình một cảm giác đeo lên nó khá là nhẹ chứ nó không bị nặng đầu về phía trước. Nếu mà chúng ta mua thêm một cái đai nữa đeo ở đằng sau, cái đai kèm pin ấy, thì nó sẽ cân bằng hơn cho chúng ta để không bị nặng về phía trước anh em nhé. Một chiếc kính mà mình thấy rằng là nó có khá là nhiều thứ thông minh ở đây. Mình lát nữa mình sẽ đi giới thiệu cho anh em từng thứ một. Chúng ta sẽ đi nốt qua về hai chiếc tay cầm của nó đi. Ở đây chúng ta sẽ có hai chiếc tay cầm, một bên trái và một bên phải. Đấy, có đánh thứ tự ở đây rồi. Và hai cái tay cầm này thì nó sử dụng pin, ở đây là pin con thỏ anh em nhé. Có thể dễ dàng tháo ra ở đây này. Đẩy một cái nó lên. Đấy, cái pin chúng ta đây. Ok. Rồi, tạm thời đóng lại. Xem trong hộp sẽ còn những gì nào. Ở đây sẽ có một cái đai nữa đeo dành cho người bị cận sử dụng kính. Rồi, cất nó đi. Cuối cùng thì sẽ là một cái cục sạc cũng như là một cái dây cáp sạc USB Type-C ở trong này. Và sách hướng dẫn sử dụng chỉ có thế thôi. Mình thì đang tò mò với chiếc kính này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chiếc kính của chúng ta nhé. Thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ có khá là nhiều các cái thứ cải tiến như là về thiết kế, về trọng lượng hay là về vật liệu thiết kế. Nó đều cho mình một cái sự cải tiến khá khá so với cả phiên bản đời trước. Và đặc biệt là hình ảnh của chiếc kính này nó cho ra nó cũng sắc nét và nó đẹp, nó tươi tắn hơn khá là nhiều. Hình ảnh nó không bị rỗ so với cả phiên bản Oculus Quest 1 anh em ạ. Thì mình sẽ đi qua nhanh về cái thiết kế của cái chiếc kính ngày trước anh em nhé. Chúng ta vẫn sẽ có một cái đai để đeo đầu và có thể tùy chỉnh được kích cỡ dây ở đây này. Hai cái loa được đặt ở hai bên, bên phía cái gọng dây đây. Và loa đây cho chúng ta một cái hệ thống âm thanh thực tế ảo, phải nói là nghe cực kỳ sướng anh em ạ. Nghe nó rất là thật luôn ấy, đặc biệt là khi mà chúng ta chơi một số các cái trò tàu lượn siêu tốc hay là lái máy bay các thứ, cảm giác âm thanh nó rất là thật. Cái phần đệm này nó rất là êm này. Và khi mà chúng ta đeo lên thì không hề bị hằn nếp lên mặt, cảm giác rất là sướng. Đằng trước của kính thì chúng ta vẫn sẽ có 4 chiếc camera ở đây để có thể nhìn xuyên qua, có thể quan sát được những cái không gian ở trong phòng, tránh đi bị đâm vào, đụng vào tường hay là cọc vào đâu đó. Cái kính này mình rất là thích cái điểm đấy, khi mà mình trải nghiệm nó có thể nhìn xuyên qua, nhìn xuyên tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng ta sẽ không cần phải tháo kính ra mỗi khi mà muốn nhìn ra bên ngoài nữa. Bây giờ đây chỉ cần vuốt từ trên xuống và chạm vào cái phần kính, mắt kính trong trong ấy, là có thể nhìn xuyên qua được rồi, rất là tiện. Đó là một cái điểm mà mình rất là thích, và những cái chiếc kính thực tế ảo trên điện thoại trước đây mình trải nghiệm nó không hề có, nó không bao giờ có được cái điều đó. Ok, bên dưới thì sẽ là nút tăng giảm âm lượng cũng như là micro ở phía bên dưới này, và bên cạnh đây sẽ là cái nút nguồn này, đấy, cũng như là cái đèn thông báo tình trạng hoạt động của máy, chỉ có thế thôi. Bên cạnh bên này sẽ có một cổng Type-C và một cái jack audio 3.5 để anh em có thể kết nối ra tai nghe. Đây chính là sơ qua một chút về cái thiết kế của cái kính này. Thì phía bên trong chúng ta sẽ có hai cái mắt kính và có thể tùy chỉnh được cái khoảng cách giữa hai mắt với nhau. Tuy nhiên thì mình thích rằng là chúng ta có thể tùy chỉnh tùy ý hơn, bởi vì cái kính này nó chỉ có 3 nấc thôi. Anh em có thể chỉ có tùy chỉnh được là 3 nấc ở trong này. Nếu mà những người nào mà mắt nó không thực sự cân đối với nhau, hoặc là có một khoảng cách mắt mà
hơi khác biệt so với cả người bình thường một chút thì cũng không thể chỉnh được ở trong cái kính này, bởi vì nó chỉ có ba nấc cố định. Đấy là cái điểm mình thấy nó khá là hạn chế anh em ạ. Còn để đánh giá về chất lượng hình ảnh của chiếc Oculus Quest 2 này thì mình thấy rằng là cái chiếc kính này nó mang lại cho mình một cái chất lượng hình ảnh nó rất là chân thực, nó cực kỳ là đẹp và cảm giác nó rất là thật. Nó không giống như là những cái chiếc kính thực tế ảo giá rẻ một chút nào cả. Với cái chiếc kính này hiện tại thì mình có tìm hiểu thì nó có mức giá trong khoảng độ gần 8 triệu, hơn 7 triệu và gần 8 triệu em nhé, cho phiên bản 64GB. Với 64GB thì chúng ta cũng có thể cài được kha khá game ở trên chiếc kính này. Và nếu như mà anh em, nhà anh em có một chiếc laptop cấu hình gọi là xịn sò đời mới một chút, hoặc là có kết nối có wifi 6 thì anh em có thể đồng bộ trực tiếp chiếc kính này, có thể sử dụng trực tiếp chiếc kính này qua cái chiếc laptop đó, và anh em có thể cài game trên chiếc laptop đó. Chiến thì lúc này với kết nối wifi 6 hoặc là qua cổng Thunderbolt 3, nó sẽ cho chúng ta một cái đường truyền ổn định này, và nó cho chúng ta một cái khả năng chiến game nó mượt mà hơn, cũng như là không bị lo giới hạn cái dung lượng lưu trữ. Anh em có thể cài game trực tiếp ở trên máy tính và sau đó thì chơi ở trên chiếc kính này, mình thấy nó là rất hợp lý. Hiện tại thì nhà mình bây giờ đây thì vẫn chưa có một cái thiết bị nào mà có cái cổng USB, cổng Thunderbolt 3 cả, để mà mình có thể trải nghiệm thực tế. Nhưng mà trước đấy thì mình cũng đã từng xem một số người anh em trải nghiệm rồi thì mình thấy rằng là nó khá là mượt và nó khá là nhạy, nó không hề bị gặp hiện tượng delay bởi cổng Thunderbolt 3, và kể cả khi mà anh em kết nối wifi 6 thì nó cũng rất là mượt mà anh em nhé. Thì từ cái lúc mà mình mượn con kính này về, mình đã chơi thử một số các cái game như là Beat Saber, thì mình đã thấy rằng là cái con kính này nó cho mình một cái trải nghiệm chiến game nó rất là tuyệt vời, nó chiến rất là ngon, mượt và mọi thứ nó rất là kiểu nhạy ý. Khi mà kết hợp với cả hai cái tay cầm này nó cho mình một cái tốc độ xử lý rất là nhanh và nhạy, cũng như là cái zoom của nó mạnh, nó cho mình một cảm giác thực tế hơn khá là nhiều so với cả cái phiên bản đời cũ, cảm giác chơi sướng tay hơn khá khá anh em ạ. Và với cái thiết kế nhựa cứng cáp hơn như này nữa thì chúng ta cũng có thể quăng tay khá là tự tin. Nhớ là đeo cái tay của anh em, đeo cổ tay vào trong cái dây này nhá, để mà đỡ lỡ mà văng mạnh quá thì nó đỡ bị bay ra ngoài. Đấy là với chiến game. Còn nếu mà anh em muốn làm việc trên máy tính thì anh em cũng có thể đồng bộ, anh em có thể sử dụng kết nối trực tiếp máy tính của chúng ta với cái kính này và có thể làm việc ở trên này. Thì mình thấy một số anh em cũng có bàn về cái vấn đề rằng là sử dụng con kính này để làm các cái đồ họa 3D, sử dụng kính thực tế ảo để làm đồ họa 3D, nghe nó cũng khá là hay ho nhưng mà mình chưa dám thử lần nào. Nếu mà anh em nào mà đã từng trải nghiệm qua rồi, anh em thử thì hãy để lại ý kiến dưới bình luận cho mình biết nhé, để xem là cái trải nghiệm của nó có thực sự là sướng hay không. Còn nếu như mà sau này khi mà Facebook họ đưa ra một cái nền tảng mới và kết hợp với cả chiếc kính này thì mình thấy mọi thứ nó rất là đơn giản bây giờ rồi. Chúng ta chỉ việc ngồi nhà một chỗ, có thể điều khiển cá nhân bản thân ảo của chúng ta di chuyển đi ra ngoài, đi gặp bạn bè hay là trò chuyện, hay là đi đến công ty làm việc. Mọi thứ chỉ cần qua một chiếc kính thực tế ảo như thế này thì sẽ ra sao nhỉ? Lúc đó thế giới sẽ ra sao nhỉ? Mình đang khá là tò mò về cái câu chuyện này đấy. Có lẽ là sẽ phải chờ một thời gian nữa để xem là hướng đi của Facebook sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái trải nghiệm của mình về chiếc kính này. Thì khi mà mình trải nghiệm chiếc kính này, mình sạc đầy pin lên và chúng ta có thể chơi được trong khoảng độ hơn 2 tiếng trước khi mà máy báo đến tầm độ 20% pin. Thì mình thấy rằng là với chiếc kính này, nó đeo lên và mình có sử dụng, nếu mà chúng ta không vào chơi các cái tựa game gọi là nó quá là nhanh như kiểu là lái máy bay hay là tàu lượn những cái thứ ấy, anh em sẽ bị dễ dàng bị chóng mặt. Còn khi mà anh em chơi một số cái tựa game cơ bản đơn giản, hay là anh em ngồi lướt web, đọc báo cái thứ, hay là làm việc trên này thì nó lại rất là thoải mái anh em ạ. Chỉ cần đeo kính lên, ngồi ngả ra ghế, sau đấy thì anh em cầm cái tay này, cầm cái tay điều khiển này lên, và sau đó thì anh em điều khiển mọi thứ, cảm giác kiểu nó rất là nhàn nhã thôi. Và cái kính này đặc biệt là nó rất là nhẹ nữa, chính vì thế mà nó sẽ không tạo một cái cảm giác quá là khó chịu cho mình trong quá trình mình sử dụng. Và cái mắt kính này thì nó cũng rất là trong, nó sẽ không gây mỏi mắt, nó không gây quá là mỏi mắt. Nếu mà anh em chơi những tựa game căng thẳng, anh em phải căng mắt ra liên tục thì có thể là nó sẽ mỏi. Nhưng mà với khi mà anh em lướt web, anh em lướt Facebook hay là anh em làm việc trên này nhẹ nhàng cơ bản thì nó lại cho mình một cảm giác nó khá là dễ chịu anh em ạ. Và chúng ta có thể hoàn toàn đeo trong khoảng độ 2 tiếng đồng hồ với chiếc kính này, mà chưa có một chiếc kính nào trong tiền lệ mình dám làm cái điều đó cả, bởi vì là mình sẽ rất là sợ ảnh hưởng tới mắt của mình. Nhưng mà với chiếc kính này thì không, mình thấy nó khá là yên tâm để có thể sử dụng. Rồi thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có một chiếc kính rất hợp lý trong tầm giá khoảng hơn 7 triệu đồng. Mình thấy rằng là nó như thế là rất hợp lý. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta chưa biết được là tương lai Facebook sẽ đi về đâu như thế nào, đúng không anh em? Mặc dù là Facebook bây giờ đang là một trong những cái nền tảng ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất hiện tại. Vậy thì nếu như mà Facebook họ đưa ra một cái nền tảng mới, liệu có nhiều người đu theo hay không? Liệu có nhiều người gọi là
bám sát theo cái trào lưu đó hay không. Và mình thấy rằng là cái kính thực tế ảo này chắc chắn sẽ là một cái trào lưu mới trong một cái tương lai gần thôi. Đó, đó là một cái đánh giá cá nhân của mình. Tổng kết lại thì mình sẽ có một chiếc kính hợp lý trong tầm giá này, với hình ảnh sắc nét và mọi thứ, một cái build quality nó rất là ngon, thiết kế thông minh, chiến game cái thứ cũng rất là ngon. Đó, đó là một cái đánh giá gọi là nhanh của mình. Còn để mà chi tiết hơn thì anh em hãy cùng mình chiến một số các cái con game ở trong con kính này có sẵn, để xem là em nó mang lại cái trải nghiệm thế nào nhá. Bắt đầu thôi.